Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. BB Trần và nhiều nghệ sĩ hài dâng hương cúng tổ nghề. Nhiều nghệ sĩ hài như BB Trần, Minh Dự, Khả Như dự lễ giỗ tổ tại sân khấu Thế Giới Trẻ vào tối ngày 28 tháng 9. Chia sẻ với báo chí về ngày giỗ tổ năm nay, đạo diễn Ngọc Hồng, giám đốc nghệ thuật của Thế Giới Trẻ cho biết, không chỉ có đầy đủ nghệ sĩ sân khấu tham dự mà còn có nhiều sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng sinh viên đến đây tăng gấp đôi so với năm trước. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 15 giờ diễn viên, sinh viên xếp hàng dài lần lượt tiến lên sân khấu dâng hương cúng tổ. Mặc dù phải chờ đợi khá lâu, mọi người vẫn kiên nhẫn đứng chờ và xếp hàng rất nghiêm túc. Bù cả cùng các nữ đồng nghiệp như Nam Thư, Khả Như mặc áo dài trong ngày giỗ tổ. Trước đó một ngày, cô cùng dàn diễn viên tất bật trang hoàng cho sân khấu. Qua trường cho hay, ở sân khấu anh có nhiều bạn thân như Minh Dự, Nam Thư, Quốc Khánh v.v. Vì vậy mỗi lần đến Thế Giới Trẻ, anh đều có cảm giác thân thiện gần gũi. Na Thành thành kính dâng hương tổ nghề, nam diễn viên vừa trở lại sân khấu diễn sau một năm vướng nợ nần. Trải lòng với báo chí, anh cho biết bản thân quyết tâm thay đổi, sống nghiêm túc với nghề nghiệp. Anh Đức xuất hiện sau thời gian dài im ắng vì scandal, làm diễn viên giữ im lặng với mọi ồn ào xung quanh mình. BB Trần tâm sự anh trưởng thành hơn với diễn xuất, hoàn thiện từ khi về sân khấu. Vì vậy ban đầu chỉ được đóng vai phụ, hiện anh được giao đóng vai chính của một số vở diễn hài chiều, mặc áo dài và trang điểm như nữ, đọ vóc dáng bên Khả Như. Vừa qua, nam diễn viên hài có vai diễn ngắn xuất hiện chớp nhoáng trong phim Ròm. Minh Dự chia sẻ với báo chí, năm nay anh mang trái cây, bánh trung thu tới cúng tổ nghề. Tôi nghĩ không chỉ ngày giỗ tổ, diễn viên mới bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tổ mà mỗi tuần, mỗi ngày đi diễn ai cũng như vậy. Hoàng Phi xin lọc tổ trước khi ra về, cũng như sân khấu Hồng Vân. Năm nay Thế Giới Trẻ không tổ chức tiệc sau lễ dâng hương để đảm bảo an toàn sức khỏe. Võ Đăng Khoa được nhiều khán giả biết tới hơn sau Ghe Bẹo Ghẹo Ai. Con nuôi của Hoài Linh cho biết, ngoài tham gia các game show, anh cố gắng mỗi năm đều có sản phẩm hài mang dấu ấn cá nhân. Tiểu Bảo Quốc và anh Trần Đại, giám đốc sân khấu Thế Giới Trẻ, nam nghệ sĩ hài đã gắn bó với sân khấu từ ngày đầu thành lập. Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ kỳ cựu hiếm hoi, còn cộng tác ở đây suốt 10 năm qua. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.